Ok luôn, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Liệu rằng anh em có biết Tiêu Viêm đã thực sự vượt qua Dược Lão về thuật luyện dược vào thời điểm nào hay không? Đó chính là thời điểm anh tham gia dược điển của dược tộc và luyện chế thành công Cửu Phẩm Huyền Đan. Dưới sự chỉ dạy của Dược Lão, thuật luyện dược của Tiêu Viêm không ngừng thăng tiến và ngay từ giai đoạn đầu anh đã gần như vô địch trong số các đồng môn, thể hiện tài năng trong các cuộc thi luyện dược sư. Tuy nhiên, để thực sự vượt qua Dược Lão, người từng là luyện dược sư số 1 ở Trung Châu, không phải là điều dễ dàng. Qua nhiều lần trải nghiệm, cả thực lực và thuật luyện dược của Tiêu Viêm đều tiến bộ vượt bậc. Trong cuộc thi luyện dược sư tại Đan Tháp ở Trung Châu, Tiêu Viêm đã luyện chế thành công bát phẩm sinh cốt dung huyết đan, thu hút ngũ sắc đan lôi, cho thấy khả năng luyện dược cực kỳ cao. Thế nhưng vào thời điểm này có lẽ vẫn chưa vượt qua Dược Lão hoàn toàn. Sau đó khi mà tham gia dược điển của dược tộc, Tiêu Viêm đạt được một bước đột phá lớn. Dược tộc chỉ là gia tộc có vị thế và bề dày truyền thống sâu rộng trong giới luyện dược, và tại đây Tiêu Viêm đã thành công luyện chế một viên Cửu Phẩm Huyền Đan, gây chấn động toàn bộ dược tộc và các luyện dược sư có mặt. Cửu Phẩm Huyền Đan chính là loại đan dược thuộc hàng cao cấp nhất trên Điều Khí Đại Lục và rất hiếm người có thể luyện chế loại đan dược này. Thành tựu này đánh dấu thuật luyện dược của Tiêu Viêm đã vươn lên một tầm cao mới, thực sự vượt qua Dược Lão. Đan dược mạnh nhất mà Tiêu Viêm từng luyện chế có lẽ chính là Lôi Kiếp Đan. Đây là loại Cửu Phẩm Huyền Đan mà Tiêu Viêm luyện chế trong thiên mộ sau gần một tháng. Sử dụng bản nguyên cửu phẩm kim lôi cùng với hàng vạn loại thiên tài địa bảo, viên đan dược này có công năng vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp Tiêu Viêm từ đấu thánh lục tinh thăng cấp lên đấu thánh thất tinh, hỗ trợ đáng kể cho sự phát triển thực lực của anh. Trong hệ thống đan dược của Đấu Khí Đại Lục, cửu phẩm đan đã là đẳng cấp cao nhất và Lôi Kiếp Đan còn là viên đan xuất sắc nhất trong số đó, với giá trị và sức mạnh không thể nào ước lượng. Về đa xá cổ đế, ông chỉ là đấu đế cuối cùng của Đấu Khí Đại Lục, có bản thể là dị hỏa xếp hạng thứ nhất Đế Viêm. Đế phẩm số đan do ông luyện chế là loại đan dược cao cấp nhất hiện tại. Đế phẩm số đan có sức mạnh phi thường, nếu không sở hữu hóa đan thần quyết thì ngay cả các cường giả như là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn và Hư Vô Thuần Viêm cũng khó lòng đánh bại nó khi mà hợp lực. Đế phẩm số đan còn chứa một tia nguyên khí là chìa khóa giúp Hồn Thiên Đế tiến lên đấu đế, vì vậy xét về cấp bậc và uy lực, đế phẩm số đan của đa xá cổ đế cao hơn các đan dược mà Tiêu Viêm từng luyện chế. Và chỉ có đa xá cổ đế mới đạt thành tựu cao hơn Tiêu Viêm về luyện chế đan dược. Tuy nhiên, với độ tuổi của mình, việc Tiêu Viêm đạt được thành tựu cao trong luyện dược đã là một huyền thoại trên Đấu Khí Đại Lục, và các đan dược mà anh luyện chế đã có tác động cực kỳ là quan trọng đến cả bản thân anh lẫn cục diện toàn bộ đại lục. Trên đây sẽ là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay, các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ xong một vài giây ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.